Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàng Sơn ra mắt câu lạc bộ mua bán ve chai trên địa bàn quận. Câu lạc bộ gồm có 25 thành viên là những chị chuyên thu mua ve chai trên địa bàn quận. Các chị có nhiệm vụ phối hợp với các tổ nòng cốt quản lý rác thải vừa được thành lập và ra mắt tại hai phường là Hòa Hải và Mỹ An để thu mua lại phế liệu mà các tổ chức thực hiện thu gom hàng tuần tại các hộ gia đình và thu mua ve chai trực tiếp tại các hộ gia đình trên địa bàn quận. Đồng thời tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình và hộ dân trên địa bàn thực hiện phân loại rác thải tại quận. Đây là mô hình được thành lập trong thực hiện dự án xây dựng mô hình thí điểm về quản lý rác thải tổng hợp nhằm giảm lượng rác thải phát sinh và tối ưu hoạt động phân loại, tái chế tại nguồn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang của Ủy ban Nhân dân thành phố.